chuyển danh bạ điện thoại nghe thì rất là đơn giản nhưng mà không phải anh em nào cũng biết. Android này sang Android hoặc là iPhone sang iPhone thì rất là dễ đúng không nào? Chúng ta chỉ cần đăng nhập vào Gmail ở trên Android hay là iCloud ở trên iPhone thì chúng sẽ tự động đồng bộ về cho chúng ta. Còn nếu như mà anh em đang dùng điện thoại Android mà muốn chuyển hệ sang iPhone thì cái việc chuyển này lại khó khăn hơn do hai nền tảng khác nhau. Vậy thì hôm nay FTC Laptop sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển danh bạ từ Android sang iPhone chỉ với một vài thao tác rất là đơn giản. Để làm được điều này thì đầu tiên anh em sẽ cần kiểm tra cho mình xem chiếc điện thoại đã được đồng bộ danh bạ hay chưa nhé. Như thông thường thì nó sẽ auto được bật sẵn rồi. Chỉ có là một số anh em mà không để ý hoặc là con em mình mà cầm điện thoại nghịch ấy, thì có thể nó sẽ vào nó tắt mất của mình. Thì mình sẽ kiểm tra lại cho chắc nhé. Vào cài đặt nhé. Trong Google này. Đó. Quản lý chế độ sao lưu này. Kéo xuống dữ liệu tài khoản Google đây. Đấy. Ở đây cái danh bạ của mình đã được bật cái đồng bộ rồi này. Ok, anh em vào danh bạ. Kiểm tra xem là mình có bao nhiêu danh bạ nhé. 554 này. Bấm nút chia sẻ. Để chờ máy nó xuất ra cái liên hệ. Đó. Khi xuất xong thì nó sẽ thành một cái tệp VCF này. Từ cái tệp này mình sẽ gửi cái qua mail sang cái chiếc điện thoại iPhone mà đã đăng nhập cái mail này. Cái đăng nhập cái địa chỉ iCloud nhé. Ở đây mình sẽ xem con này địa chỉ mail của nó là gì. Ok. Anh em bấm gửi. Ok. Đây, cái mail đã đến luôn máy kia nhé. Bấm vào tệp để tải xuống này. Sao chép trên danh bạ này. Đó. Bấm thêm tất cả liên hệ này. Bấm lưu này. Tạo các liên hệ mới này. Đó. Đó, kéo xuống dưới cùng thì chúng ta sẽ thấy là 554 liên hệ đã từ bên chiếc iPhone trên chiếc Android này sang bên iPhone này nhé. Ok, vậy là toàn bộ danh bạ đã được chuyển sang chiếc iPhone mới một cách đầy đủ và chi tiết rồi anh em nhé. Hy vọng là với cách chuyển danh bạ an toàn này mà FTC Laptop đem đến cho anh em thì sẽ giúp ích cho anh em trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ trở nên dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em.